Baby bus. Nông trại của gấu trúc. Cánh đồng. Hạt ngô. Hạt ngô. Hạt lúa mì. Hạt lúa mì. Hạt cà chua. Hạt cà chua. Phải bật hết sâu gióm đi. 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 Quả chín rồi. Wow, ha ha, một mùa màng bội thu. Ha ha.
Gà mái định đẻ trứng. Hãy cùng xây một cái tổ nào. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Vừa nghe nhạc vừa chuẩn bị đẻ trứng. Nếu bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Ôi dê, một quả trứng này. Gà mái định đẻ trứng. 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 Hãy cùng xây một cái tổ nào. Hãy tìm một nơi cho gà đẻ trứng nào. Vừa nghe nhạc, vừa chuẩn bị đẻ trứng. Nếu bấm vào con gà mái thì quả trứng sẽ xuất hiện. Ôi dê, một quả trứng này. Tổ ong. Wow, chú ong đã lấy được một chút mật hoa. Hãy cùng làm sản phẩm mật ong nào. Wow. Bánh mật hoa nặng quá. Hãy ép nó xuống nào.
đã có các sản phẩm mật ong ngon lành rồi. Lông cừu mọc dài quá, hãy cắt bớt đi nào. Hãy tìm một nơi thích hợp nào. Xoạt xoạt, hãy trở nên sạch sẽ nào. Hãy sấy khô lông cừu để chúng không bị cảm nào. Bắt đầu cắt lông cừu. Yahoo! Bạn đã nhận được một chiếc áo len. Yahoo! Bạn đã nhận được một chiếc áo len. Thiếu đồng tiền vàng nên không thể mở được. Hạt táo. Hạt táo. Hạt táo. Hạt táo.
Phải bắt hết sâu gióm đi. 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 Cây trồng đã có quả rồi. Một mùa màng bội thu. Không, một chú cua đã xuất hiện và làm phiền đàn cá. Hãy mau bắt nó ra nào. Cá đã lớn rồi. Hãy cùng làm cá khô nào.
đã có các sản phẩm cá tươi rồi. Bò sữa đang chuẩn bị làm sữa. 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 Hãy tìm một nơi thích hợp nào. Con ruồi trâu đáng ghét, hãy đuổi chúng đi nào. Bắt đầu vắt sữa nào. Tôi đến để mua hàng. Trứng gà. Áo len.
đông hộp. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Tôi muốn mua cái này. Hạt mì, trứng gà, phô mát. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Tôi muốn mua cái này. Nước táo, cà chua, mật ong. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Tôi đến để mua hàng. Mật ong. Nước táo. Sữa. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Tôi đến để mua hàng. Hạt mì, phô mát, áo len. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Tôi muốn một cái này. Ngô, sữa, nước táo, kẹo mật ong. Mật ong. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Tôi muốn mua cái này. Cá khô. Sữa. Trứng gà. Áo len. Phô mát. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Tôi đến để mua hàng. Sữa. Trứng gà. Áo len. Cà chua. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Tôi đến để mua hàng. Trứng gà. Phô mát. Sữa. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Tôi muốn mua cái này. Nước táo. Phô mát. Kẹo mật ong. Mật ong. Cá khô. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn.
muốn mua cái này. Kẹo mật ong. Mật ong. Mật ong. Phở mát. Nước táo. Tôi mua xong rồi, xin cảm ơn. Tôi đến để mua hàng. Mật ong. Cá khô. Kẹo mật ong. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Tôi đến để mua hàng. Cá khô. Kẹo mật ong. Cảm ơn, xin hãy nhận lấy. Đã bán hết sạch rồi, hãy đi sản xuất tiếp nào.